Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thảo Yên hoan chào trở lại với tất cả quý khán thính giả và một nhân vật cũng trong điện ảnh luôn và những ai mà sang Hoa Kỳ thập niên 70, 80 về sau này luôn nữa chắc chắn phải biết anh chàng này Bob Saget. America's Funniest Home Video. Không ai mà không biết được, bởi vì thời gian đó chúng tôi lúc đó làm gì có internet thưa quý vị, là cứ mở tivi lên và đặc biệt xem những chương trình để người ta quay video đó, nó chưa có YouTube. Nhưng mà về sau này những cái đoạn nó đưa lên YouTube, vì thế nó bớt đi cái phần hài hước. Nhưng mà chính anh Bob Saget là người làm nổi cái chương trình mà ai cũng cười hết, bởi vì cái cách diễn hài của anh nhẹ nhàng lắm. Rồi bên cạnh cái chương trình mà chọn lọc những cái đoạn video hài hước, Full House, mấy cái cô bé này bây giờ lớn hết rồi, thì đây đẹp trai vô cùng và dễ thương lắm, đàng hoàng lắm. Thì ngày hôm qua chính người con trong nhà chúng tôi báo cho biết là bố có biết là Bob Saget vừa qua đời trong khách sạn hay không. Anh đang chuẩn bị tiếp tục các chương trình làm việc cho đài ABC trong thời gian qua, chương trình quay video, đang cư ngụ trong Ritz-Carlton, một khách sạn sang trọng ở Orlando, Florida. Thì bất chợt có người tìm cách liên lạc thì không thấy anh trả lời. Vào trong bệnh viện, vào trong căn phòng thì biết anh đã qua đời từ trần bên trong. Mãi cho đến sáng ngày hôm nay thì thám tử rồi cảnh sát Orlando cho biết bác sĩ giảo nghiệm tử thi có khả năng là cho chúng ta biết, có thể là cho chúng ta biết được kết quả ngày hôm nay. Họ chưa biết vì lý do nào. Tuy nhiên, người thám tử khẳng định đó là không có foul play. Không có ai trong phòng lúc đó, rồi không có kẻ cướp, không có tình trạng tấn công, không có tình trạng tự tử. Và họ cũng không tìm thấy chất ma túy gây nghiện ở trong phòng của anh. Bob Saget từ trần ở tuổi 65, thưa quý vị. Và những người thân của anh, nhất là từ Full House hoặc là những người bạn thân nhất đó, trong đó cho biết là họ vô cùng đau đớn để báo tin này. Thực sự thì cũng còn trẻ quá, 65 tuổi. Không biết được trong thời gian qua anh có tiền bệnh hay không. Nhưng mà những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận đó thì trông anh rất khỏe mạnh. Nhiều người nói rằng tập thể dục hoặc là giữ gìn rất là tốt. Thì bất chợt đây là cái chết mà không biết vì lý do nào. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì ở tại khu vực The Bronx của New York đã xảy ra một cái vụ hỏa hoạn, mà đây là một cái vụ hỏa hoạn trong vòng 32 năm qua được xem là lớn thứ nhì ở tại New York City. Thì theo như sở cảnh sát đó, vụ cháy xảy ra cho một cái apartment building cao đến 19 tầng. Đây là cái building đó thưa quý vị. Thì phía sở cứu hỏa New York cho biết là họ bắt đầu nhận được những cái cuộc gọi đầu tiên là vào lúc 11 giờ sáng. Và khi mà sở cứu hỏa họ đến đó, thì là tầng 2, tầng 3 là nơi mà cháy nặng nề nhất. Và lý do là do một người trong một cái phòng ngủ đó thưa quý vị, ở tầng 2, họ sử dụng cái loại mà cái máy hít, mà cái loại mà có thể đem đi đem lại đó, thì từ cái phòng bedroom đó mà cái máy hít đó là nó bị malfunction, cho nên là nó nẹt lửa có thể thưa quý vị. Thì cái tầng 2, tầng 3 là nơi mà từ cái bedroom đó nó cháy lên đầu tiên. Thì không có may mắn đó là những người mà ở
cái nhà đó tầng 2, tầng 3 khi mà họ chạy đó, họ để cái cửa họ mở, thưa quý vị, cái apartment của họ mở cửa, cho nên là cái khói bắt đầu nó lan ra bên ngoài và nó bốc cháy từ tầng đó nó lên hết luôn ở những cái tầng ở trên cao. Mà phía sở cứu hỏa họ cho biết là bây giờ đó cái số người mà thiệt mạng đến 19 người, trong đó có 9 trẻ nhỏ, 10 người lớn, còn 63 người khác phải nhập viện, mà trong đó 32 người trong tình trạng nguy kịch là bởi vì đã hít khói độc quá nhiều. Có những người là bị hít khói độc, bị bất tỉnh và bị trụy tim vì hít khói, thưa quý vị. Có một số nhân chứng khi mà họ chạy thoát được đó, chẳng hạn như là một ông tên là Ken Otisi, ông này ông kể là bởi vì ông cũng còn trẻ, ba mươi mấy tuổi thôi, trong lúc mà ông chạy đó, ông nói là chính bản thân ông là thanh niên khỏe mạnh mà chạy còn không thấy đường, bởi vì cái khói đó là nó vừa đen nghịch mà không thể nào mà thở được, có lúc ông phải bò ở dưới đất để mà có thể thở một chút rồi tiếp tục chạy đi. Thì ông nói trong lúc mà ông chạy đó thì ở những cái hành lang ông thấy la liệt, đặc biệt là con nít với lại thú nuôi đó, thưa quý vị, ngất xỉu nằm đầy ở đó. Cho nên là ông nói cái khói là không có ai tưởng tượng được nó như thế nào đâu. Và thì đến bây giờ đó, thứ nhất là bà thống đốc của New York cho biết là bà đã bắt đầu lập ra cái ngân sách để mà giúp đỡ cho tất cả những cái gia đình nào bị ảnh hưởng trong cái vụ cháy này. Đặc biệt đây cái tòa nhà này đó, thưa quý vị, đa số hơn 90% là những gia đình di dân ở đây, rất nhiều người là đến từ Gambia, cho nên là thì bà kêu Phi gọi Châu. Dạ, Phi Châu, cho nên bà kêu gọi là những ai mà đang bị ảnh hưởng bây giờ không có còn thể quay về ở được nữa thì cứ liên lạc với giới chức ở địa phương để mà nhận được sự giúp đỡ, chứ đừng có vì lo sợ cái tình trạng di trú. Bà nói rằng tên tuổi của họ sẽ không có bị đưa cho ICE, bởi vì có thể là trong này có những người di dân bất hợp pháp, cho nên bà sợ là những người này họ sợ quá họ không đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Và bên cạnh đó thì những người này cũng sẽ được cung cấp nhà ở tạm thời, rồi thức ăn, nước uống, vân vân. Và trong cái mùa khai thuế tới đó thì bà nói là thành phố cũng sẽ chi ra một số tiền để mà giúp đỡ cho họ. Phần lớn những cái tòa nhà chung cư này họ vẫn còn thảm, và cái việc biết cái máy sưởi đó thường thì chúng ta nên chùi rửa phía sau, nó dùng hơi ở bên sau nó đẩy đi và nó đưa ra thành hơi nóng, và trong đó có cái máy lọc, quý vị sẽ nhìn thấy là đằng sau đó bám bụi và tóc nó rơi vào trong đó thường đó. Và sau một thời gian dài nhiều năm mà không có chùi rửa, đôi khi bởi vì nó có những cái thanh nóng lên để rồi cái hơi nó mới thổi qua làm ấm cái phòng của mình, và những cái thanh nóng này khi mà đụng với tóc rồi bụi bặm nó cháy mà nó phát ra những cái nẹt ra lửa, thưa quý vị, nó rơi xuống cái thảm ở bên dưới và bốc cháy. Thậm chí những cái đồ mà xịt thổi tóc đó, thưa quý vị, chúng ta cũng phải chùi rửa, bởi vì nếu mà không sau một thời gian nó sẽ nổ luôn, có những cái trường hợp đã xảy ra. Trong phần tin tức đầu tiên về tài chính, chúng tôi đề cập mối quan tâm của người Mỹ và kể cả giới đầu tư lúc này là inflation, lạm phát. Quả nhiên, theo một cuộc thăm dò được ghi nhận được hãng thông tấn AP đưa ra vào ngày hôm nay, trong năm nay 2022, ngay trong thời điểm này, câu hỏi đặt ra với rất nhiều các khu vực, những cái đề tài từ chính trị, Covid, kinh tế, vân vân, di trú, healthcare, bảo hiểm y tế, rồi vấn đề chăm sóc y tế, quý vị quan tâm vấn đề nhiều gì nhiều nhất? Thì trên cái họa đồ này quý vị nhìn thấy economy 68%. Câu hỏi này đặt ra cho tất cả những người Mỹ hiện nay nằm trong các nhóm được xem là họ quan tâm và được trả lời nhất. Thì trong đó kể cả thành phần cử tri Đảng Dân Chủ, Cộng Hòa và cử tri Độc Lập, bởi vì cuộc thăm dò phần lớn để tìm hiểu xem ảnh hưởng như thế nào về cái phiếu bầu của họ trong năm nay. Và phần lớn chúng ta thấy nó phản ảnh thực tế với tình trạng xã hội hiện nay. Kinh tế thì mặc dù kinh tế hiện nay từ California cho đến New York, California tiếp tục là năm thứ gì thặng dư ngân sách vì Covid-19.
Thế nhưng khổ nỗi như chúng tôi đã thưa, cái thành phần nghèo, cái thành phần trung lưu trong xã hội, những người đi làm hàng ngày, lãnh lương tháng hàng tháng đều quan tâm. Bởi vì sao? Lạm phát, họ chi tiền nhiều hơn, trong khi cái mức lương tháng có 2.000, 3.000, nhiều lắm 4.000, nhưng mà cái chi tiêu cho, nhất là những người phải lái xe xa đó, họ đổ xăng, có những người 3-4 ngày đổ một lần, quý vị tưởng tượng. Thì đó là lý do mà 68% trong số này quan tâm. Covid-19 nó hoàn toàn khác hẳn với năm ngoái. Năm ngoái cái số người quan tâm đến Covid-19 nó tương tự như năm nay, 68%. Họ, cái câu hỏi đặt ra đó là chính phủ nên đặt trọng tâm trong vấn đề lãnh đạo đất nước trong các khu vực nào nhiều nhất. Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin này để cho thấy sẽ gây ảnh hưởng đến cái cử tri đi bầu trong năm nay như thế nào, ngay sau bản quảng cáo.